Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, kính mời quý vị theo dõi bài viết Sự kiện đồng tâm, tội ác tày trời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ trong mấy giờ đồng hồ, từ rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, tin tức tràn ngập ở quốc nội, hải ngoại và các cơ quan nhân quyền thế giới về biến cố xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Hàng triệu người hay tin xảy ra tại Đồng Tâm. Đâu là vấn đề? Biến cố Đồng Tâm, vừa rồi mà báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam cho rằng đây là vụ tranh chấp 208 ha đất đai, sân bay Miếu Môn. Sự thật thì không có cái sân bay nào tên là Miếu Môn cả. Đó chỉ là vùng đất hơn 200 ha bị bỏ hoang mà Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười đã ký quyết định số 113. Thủ tướng vào ngày 14 tháng 4 năm 1980 giao khu đất này cho quân đội xây dựng sân bay Miếu Môn. Ngày 10 tháng 11 năm 1981, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình cũ ra quyết định 386. Quân đoàn và ủy ban tiến hành giao đất giai đoạn 1, thu hồi khu đất 47,36 ha thuộc phía đông thôn Đồng Xanh thuộc xã Đồng Tâm. Đổi lại hợp tác xã Đồng Tâm được đền bù 150.312 đồng Việt Nam. Khu đất 47,36 ha đã thu hồi và có đền bù năm 1981, thuộc quyền kiểm soát của Bộ Tư lệnh Công Bình và sau này thuộc Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không. Đã qua 34 năm, từ năm 1981 đến năm 2015, dự án sân bay Miếu Môn không thực hiện. Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Bộ Tham mưu ra quyết định 551 thu hồi 50,03 ha cho Quân chủng Phòng không chiếm giữ giao cho Tập đoàn Viễn thông Viettel, trong đó lại lấn thêm 59 ha canh tác thuộc xã Đồng Tâm. Như vậy, 47,36 ha trước đây đã giao cho Quân chủng Phòng không dự định làm sân bay Miếu Môn, nay không làm nữa, nên Bộ Quốc phòng thu hồi lại từ Quân chủng Phòng không giao cho Tập đoàn Viễn thông Viettel để xây dựng công trình quốc phòng A1. Câu hỏi thì hoàn toàn không liên hệ gì đến khu đất kề cận 59 ha của người dân Đồng Tâm canh tác từ năm 1981 đến nay cả. Nếu có quyết định trưng thu 59 ha đất này cho quốc phòng thì phải đền bù cho dân và họ sẽ trao đất. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng và nhà cầm quyền Hà Nội trợ lý không chịu thương lượng đền bù thỏa đáng mà cứ nói là đất quốc phòng đòi lấy 59 ha đất của dân. Đó là lý do tại sao người dân xã Đồng Tâm đứng lên chống lại. Sự trợ lý để âm mưu chiếm đoạt 59 ha canh tác của Đồng Tâm dứt điểm bằng kế hoạch 15 ngày quyết thắng mà chiều 8 tháng 1 năm 2020, Thượng tướng Cộng sản Việt Nam Trần Quang Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm lại lần cuối đã nói, đã động viên tặng quà các đơn vị đang thi công công trình tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Chuẩn bị xong, rạng ngày 9 tháng 1 năm 2020 là bắt đầu tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm để cướp đất. Như đã nói trên, đây là chuyện xảy ra từ lâu. Đến tháng 7 năm 2017, chiến dịch cướp đất trở nên cao điểm. Cảnh sát cơ động đột nhập bắt 4 người dân Đồng Tâm. Người dân cương quyết đứng lên bảo vệ công lý và đất đai của tổ tiên để lại.
đã đẩy lùi và bắt giữ 38 cảnh sát. Cơ động làm con tin. Thấy chưa cướp được, Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phải xuống nước, lươn lẹo, tìm kế giải tỏa, giải hòa, hứa sẽ không làm khó gì thêm nữa. Excuse me. Nhưng vào lúc 4 giờ sáng, đêm mùng 9 tháng 1 năm 2020, nhà cầm quyền Hà Nội điều động hàng ngàn công an, quân đội, tuyên giáo và cảnh sát cơ động với xe bọc thép và mở cuộc đột kích đêm, thảm sát người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm để cướp cho bằng được 59 hectare, bán cho công ty Viettel, lấy tiền đút túi, quan tham cuộc kích đêm, đột kích đêm. Cướp đất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Đồng Tâm vừa rồi đã giết chết 3 thế hệ trong gia đình cụ Lê Đình Kính. Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị sát thủ bắn vào tim, vào đầu, chết ngay tại chỗ. Con trai cụ Kình là Lê Đình Chức bị đánh đến chết, đem đi đâu không biết. Cháu trai cụ Lê Đình Quang bị chó nghiệp vụ của công an cắn chết. Chắt trai 3 tháng tuổi bị hơi ngạt, may ra cứu kịp. Nhà cụ Kình bị giật sập, đồng thời bắt đi mấy chục dân oan xã Đồng Tâm, bất kể nam, nữ, già, trẻ. Cái chết của gia đình cụ Lê Đình Kình chỉ là một phần của cuộc thảm sát. Còn những trường hợp khác tại xã Đồng Tâm thì chưa được biết chắc chắn vì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bưng bít, đưa tin nhỏ giọt để kiểm soát tình hình và dư luận trong và ngoài nước. Nhiều người cho đây là chính quyền địa phương bạo động vì quyền lợi của nhóm lợi ích. Không phải. Đây là chủ trương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. 3 bằng chứng đích thực sau đây không thể chối cãi vào đâu được. 1 là một ngày sau vụ thảm sát Đồng Tâm, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam, ký trao tặng huân chương hạng nhất cho 3 chiến sĩ công an hy sinh tại Đồng Tâm vì đã có công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 2, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 tên đồ tể. 3, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quyết định thăng vượt cấp cho 3 cán bộ hy sinh cho Tổ quốc và ở Đồng Tâm. Xin hỏi các ông đầu sỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc nào vậy? Bưng tai, bịt miệng, để vừa giết vừa làm nhục dân là thủ đoạn gian ác, cố hữu của Cộng sản, có từ thời đấu tổ ruộng đất. Khi đang tiến hành tội ác tày trời, giết dân, cướp đất, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cắt điện, cúp Internet và cấm nhân viên báo chí lai vãng đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, là hành động bưng tai bịt miệng, đồng thời ra lệnh cho báo chí của Đảng và dư luận viên tung tin thất thiệt tràn ngập trên báo chí và trang mạng xã hội, nào là trưng bày hình ảnh bom xăng, dao phóng, lựu đạn, vu vạ cho dân Đồng Tâm là khủng bố, chống lại nhân viên thi hành công vụ, phá hoại an ninh trật tự chung, vân vân. Đó là hành động hô hoán, vu cáo, nhục mạ. Thế nhưng, thiên bất dung gian. Khi nghe tận tai, nhìn tận mắt, những đoạn video lén quay tại hiện trường gửi lên cộng đồng mạng, thì sự thật hoàn toàn khác. Dân Đồng Tâm tuyên bố họ luôn tôn trọng pháp luật, yêu cầu chính quyền chứng minh đất thuộc khu vực Đồng Xanh, xã Đồng Tâm là đất quốc phòng, và có lệnh thu hồi của chính phủ, thì họ tự nguyện giao đất ngay. Còn nếu cưỡng chế ướp đất, thì họ sẽ chống đến cùng. Thế rồi lòng tham, 59 hectare của Cộng sản Việt Nam vô đáy. Rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, cuộc thảm sát xảy ra long trời lở đất của Cộng sản Việt Nam bắt đầu. Đồng Tâm trở nên biến cố đau thương nhất trong lịch sử dân oan Việt Nam. Người dân Việt Nam từ Bắc chí Nam và hải ngoại đã thể hiện sự xúc động trước biến cố Đồng Tâm trên các trang mạng xã hội với những lời lẽ đau thương, oán hờn, dậy sóng. Xã hội Việt Nam đang chứng kiến máu dân lành đổ giữa thời binh. Cộng sản Việt Nam nhân danh chính quyền
đã chĩa súng vào ngực dân để bóp cò, nói lên bức tranh ám đạm đáng phẫn nộ đến tận cùng. Luật đất đai của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tự cho rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là cái nôi sinh sôi nảy nở tham nhũng và là công cụ để nhà cầm quyền chiếm đoạt đất đai của nhân dân. Luật này vốn đã gây bao nhiêu tang thương cho đồng bào Việt Nam từ năm 1954 đến nay. Người càng đông, đất càng hiếm. Các nhóm lợi ích và quan tham dựa vào luật đất đai này đua nhau chiếm đoạt đất bất động sản của người dân. Ruộng vườn, nhà cửa bị nhà nước quy hoạch cướp sạch, không đền bù thỏa đáng, từ đó sinh ra nạn dân oan khiếu kiện. Đi thất thểu, gõ cửa ở địa phương đến trung ương từ năm này sang tháng khác hơn nửa thế kỷ qua. Nếu nói luật đất đai của Cộng sản Việt Nam đã sinh ra bao nhiêu thảm cảnh tang thương trong quần chúng, thì sự kiện đồng tâm là điểm đau thương tột cùng của dân tộc, khi nó lại xảy ra 15 ngày trước Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020. Điều này nhắc lại cho sự kiện năm ngoái, 3 tuần trước ngày Tết Kỷ Hợi năm 2019. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đưa công an, vũ trang và xe ủi đất vào bằng nhà, vào cào bằng nhà thờ và 100 ngôi nhà ở vườn rau Lộc Hưng tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Xa hơn nữa, cách đây 52 năm, quân Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm hiệp định đình chiến 3 ngày Tết Mậu Thân năm 1968, xua quân tấn công vào các đô thị miền Nam Việt Nam và chôn sống gần 6.000 người dân vô tội ở cố đô Huế. Phải chăng Cộng sản Việt Nam tán tận lương tâm chọn gần ngày Tết truyền thống dân tộc để gây đau thương chết chóc cho đồng bào? Chúng còn cho xe ủi bằng chùa Liên Trì của thầy Thích Không Tánh ở quận 2, thành phố Sài Gòn, cưỡng chiếm đất đai tại Thủ Thiêm làm đau lòng Phật tử và tạo nên cảnh màn trời chiếu đất cho hàng ngàn người dân vô tội. Đó là những tội ác mà lịch sử không bao giờ dung tha. Nó đã đóng vết đen lên trán chế độ Cộng sản Việt Nam mà muôn đời sau không thể nào quên được. Và những tội ác này báo hiệu cho sự cáo chung của một chế độ bạo hành. Càng ngày dân số càng tăng thì đất đai càng hiếm. Lại thêm lòng tham của cán bộ Cộng sản ngày càng tăng. Nếu chế độ Cộng sản Việt Nam còn thì luật đất đai quái đản này còn. Cán bộ Cộng sản Việt Nam từng đợt nối tiếp nhau dùng nó cưỡng chiếm đất người dân kiếm tiền mua nhà hoặc đưa con ra nước ngoài phòng lúc thoát hiểm, hạ cách an toàn. Sự cướp đất dựa trên luật đất đai này không buông tha cho một ai, như Đồng Tâm là nơi có nhiều đảng viên từng hy sinh xương máu xây dựng chế độ Cộng sản Việt Nam, cũng là vùng đất dung thân cho những người Cộng sản trong thời chiến tranh. Chính cụ Lê Đình Kình cũng là đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản, thế mà vẫn bị chế độ Cộng sản hành xử tàn nhẫn tận cùng. Những người đang phục vụ cho chế độ Cộng sản Việt Nam hôm nay hãy lấy đó làm gương. Nếu các bạn không sớm thức tỉnh, trở về với dân tộc, đứng về phía lẽ phải, bảo vệ công lý, bảo vệ dân oan và chống giặc ngoại xâm, thì mai này chắc chắn các bạn sẽ cùng chung số phận với dân oan Đồng Tâm. Việc trưng thu đất đai của dân để xây dựng những cơ sở quốc phòng nước nào cũng có, nhưng ở các nước theo thể chế tự do, dân chủ không bao giờ xảy ra tình trạng chính phủ điều động lực lượng vũ trang để buộc người dân phải rời đi, vì những nước này có luật pháp phân minh, người dân được đền bù thỏa đáng, đồng thời họ cũng được bảo vệ trước công lý. Trong khi đó, dưới chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Hành động dùng lực lượng vũ trang, xe bọc thép để bắn giết dân thường nhằm mục đích cướp đất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
là vô cùng tàn bạo, độc ác và mất nhân tính. Không có một chính quyền vì dân nào trên trái đất này thực hiện hành vi tội ác với đồng bào của mình như vậy. Ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam giết dân thì đánh mất tư cách cầm quyền. Chỉ có một chế độ tự do dân chủ thực sự mới bảo đảm được quyền lợi cho mọi người dân, cho dân oan, mới đem công lý cho những người thấp cổ bé miệng và đặc biệt luôn luôn dựa trên pháp luật để hành xử đối với bất cứ ai vi phạm luật pháp. Người dân thực sự làm chủ và toàn quyền sử dụng đất đai của mình. Chúng tôi chia sẻ sự mất mát to lớn và thông cảm nỗi đau khổ tận cùng của gia đình cụ Lê Đình Kình. Dân xã Đồng Tâm, người dân vườn rau Lộc Hưng, chùa Liên Trì và cư dân Thủ Thiêm cùng toàn thể dân oan ba miền Việt Nam đang sống vất vưởng, không nơi nương tựa. Việt Nam Quốc Dân Đảng với chủ trương nhất quán, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc sẽ không ngừng đấu tranh giải thể chế độ độc tài bạo trị Cộng sản Việt Nam, đem lại tự do, dân chủ và công lý cho dân oan nói riêng và toàn dân Việt Nam. Hãy cùng nhau đứng lên xóa bỏ luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, thay bằng đất đai thuộc về sở hữu tư dân do chủ nhân đại diện và toàn quyền sử dụng. Ngày 12 tháng 1 năm 2020, Việt Nam Quốc Dân Đảng kính bút. Kính thưa quý khán thính giả, điểm tin đặc biệt hôm nay tạm ngưng. Ngọc Dung xin kính chào toàn thể quý vị, kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc, và hãy cầu nguyện cho nhân dân của chúng ta còn đang đau khổ ở Đồng Tâm để thoát cảnh cướp đất nhà tan. Kính chào quý vị.